Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong ngày mà kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai người nhân màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chư Pháp tập yếu quyển 8 phẩm 20, trừ bỏ biến nhát. Chính vì trí tuệ kém nên sinh ra biến nhát, thích nói lời hỷ luận, lìa bỏ trí chân chánh, xa lánh thiện tri thất thiện, thích gần gũi bạn ác, là nhân duyên phá pháp, là những kẻ tài mạng, không biết thời và phương, cũng nhớ nơi nạn xứ, chẳng đáng nói lại nói, tâm luôn sinh buồn lo, không tránh sự dèm chê, lại thường đến khất thực, bị người khác khinh thường, thích khen ngợi đất mình, sinh tham, si tăng thượng, già trào cử tài mạng, đắm sâu trong năm dục, tâm không đương chánh giáo, trái sắc lệnh của vua, thường mang lòng giận dữ, cuồng loạn mất chánh niệm, bị chết không đúng lúc, xa lánh thầy thuyết pháp. Chẳng thông pháp phi pháp, bậc thiện nhân tuy dạy, nhưng sân hận che bai, tham cầu thức ăn uống, say mê trong ngủ nghỉ. Chúng sinh tội như thế, sẽ đọa vào địa ngục. Ai cố gắng siêng năng, đạt được quả an lạc, vì vậy nương chánh pháp để được quả báo lành. Biến nhát là nguồn gốc, sinh ba thứ tội lỗi, dùng tinh tấn đối trị, phá trừ được si hoạt. Chúng nhân là ba độc, phải chịu ba quả báo, ba thứ ấy là gốc để hướng đến ba cõi. Ai ham thích biến nhát, là bỏ các pháp lành, ác nghiệp sinh từ đó sẽ đọa vào địa ngục. Hoặc lấy sinh ra tham, hoặc bỏ thêm sân hận, kẻ chấp trước như thế chính là kẻ ngu si. Biến nhát che tâm ý, như trốn độc chết giấc, trong hầm sâu phóng dật, đọa lạc chẳng nghi ngờ. Ai thích hạnh tinh tấn, lìa cấu uế biến nhát, giải thoát mọi sầu lo sẽ được phần vui sướng. Nếu sinh tâm biến nhát, không tu pháp thắng tịnh, chịu tội lỗi sâu rộng, người này chỉ khổ đau. Vì bà con trói buộc phải đọa trong hiểm nạn, bởi vậy trong đời này đừng tham đắm dục lạc. Lại nữa, người biến nhát thường bị si che lấp, chẳng có chút phước nghiệp, mọi người đều khinh thường. Lại nữa, tánh biến nhát sinh hôn trầm tùy miên, phá hoại cửa giải thoát, người trí khéo phòng hộ. Lại nữa, tánh biến nhát sinh không hổ không thẹn, hai pháp là gốc khổ, sao lại phải lo sợ. Lại nữa, người biến nhát bỏ mọi việc tu tập, người này ở thế gian tuy sống chẳng khác chết. Lại nữa, tâm biến nhát sinh ra tánh trào cử, khiến tâm chẳng tịch tỉnh, lâm chung tâm tán loạn, chìm trong bùn biến nhát, làm sao vượt biển khổ, chỉ tinh tấn dũng mãnh mới đến bờ giải thoát. Lại nữa, người biến nhát chẳng khác loài bàn sinh, chỉ nghĩ đến ăn uống, ngoài ra chẳng biết gì. Chánh vì tham ăn uống, thích làm việc bất tịnh, muốn nhiều, chẳng toại ý, phải xin ăn kẻ khác. Cho đến ngay bản thân chịu đói khát lạnh nóng, đều do tâm biến nhát, thọ mọi thứ gian khổ. Chính vì biến nhát ấy nên mọi người khinh chê, chính mình tự khi dối làm sao hết khổ đau, không hợp pháp chân thật, chỉ thâm đắm vị ngon, lâm chuông đọa đường ác hối hận chẳng ích gì. Ai phát tâm tinh tấn, an trụ trong chánh niệm, giác hạnh pháp bất thiện, chính là bậc trí tuệ. Tất cả mọi khổ đau đều do biến nhát sinh, hiểu rõ pháp nghiệp báo này, trọn đời không tái phạm. Ngọn lửa ba độc ấy luôn thiêu đốt chúng sinh, đầy bi mưa cam lồ, dứt trừ cho tất cả. Phẩm 21 từ bi với hữu tình. Nghiệp nơi thân ngự ý, thường tương ưng pháp lành, chỉ bày ba đường ác dẫn dắt chúng ra khỏi. Ai nương tự tâm bi, được hưởng vui tịch diệt, thương nhớ các chúng sinh như mẹ yêu con mình, tìm kiếm và cứu hộ những chúng sinh đau khổ, ngạ quỷ còn nhờ ơn được sinh lên cõi trời. Ai đầy đủ tâm bi, thương nhớ loài hàm thức, là bậc đại trượng phu, trời người đều cung kính. Người nào có tâm bi thì giữ gìn giới tịnh, như trăng soi thế gian, ánh sáng luôn thanh tịnh, làm cho các chúng sinh lìa ô sầu lo sợ, vì thế hãy gần gũi người có tâm từ bi. Người nào bỏ thô bạo, trang sức bằng tâm bi, chính là ruộng phước lành, tiếng thơm được vang khắp. Nhờ tâm bi tưới khắp, các căn không nhớ uế, trụ chánh kiến thanh tịnh, cách bồ đề chẳng xa. Người nào đủ tâm bi như chư thiên tự tại, ở trong trăm ngàn đời, vĩnh viễn không nghèo khổ. Người nào tâm ngay thẳng như vàng thật quý trọng, lại an trụ tâm bi là vật báu vô giá. Người nào đủ tinh tấn, thường xuyên cầu chánh pháp, dùng điện sáng tâm bi để trừ bỏ nghi dối. Ngày đêm trong mọi lúc,
chẳng bỏ tâm từ bi đến bất cứ nơi nào thích giảng thuyết chẳng lười. Tâm bi rất trong mát, diệt nóng bức chúng sinh để được vui thường chịu sau được quả chân thường. Nên chư Phật khen ngợi bi tài sản vô tận là như ao trong sạch rửa sạch các tội câu. Trang sức tối thượng này phá phiền não hắc ám, tưới nhuần lúa bồ đề khiến được quả chân thường. Người nào có tâm bi như bò sinh ra sữa, đầy đủ mùi vị ngon, trừ thân tâm đóng bức. Ba cõi như biển lớn, ba độc tự dòng tác, tâm bi là thuyền bè chuyên chở bậc hiền nhân. Ba là của công đức, ngọc đẹp, pháp bạch tịnh, người thiện thường giữ niệm, chính là bậc từ bi. Bi trừ bỏ ưu ngạnh, bên trong sinh pháp thiện, trừ tội lỗi phiền não, như lọc quạng lấy vàng. Tâm bi như bình báu, chứa đầy Phật tốt đẹp, thêm lớn các căn lành, theo niệm được an ổn. Tâm bi như kho báu, chúng sinh dùng không hết, trừ hết mọi nghèo thiếu, thành tựu tài lợi lớn. Tâm bi luôn tịch tỉnh, thích tu tập thiền định, mở cảnh giới phóng dật, vượt năm dục nhớ uế. Là sinh khởi tâm từ, thương nhớ các chúng sinh, làm cho chúng sinh khinh an, hết trói buộc đau khổ. Dùng tâm khéo suy xét, luôn xa lìa tội cấu, thoát khỏi mọi sợ lo, chỉ cầu vui tịch tỉnh. Luôn tương ưng pháp nhẫn, mình người đều không buồn, thế gian đều thích ngắm, sau được sinh cõi trời. Nếu người nào an trụ, báu từ nhẫn vô thượng, tất cả loài hữu tình, xem như là cha mẹ. Từ bi không gì hơn là nguồn gốc vui sướng, người nào không tâm từ, sao chỉ chịu đau khổ. Phạm thiên đủ tâm bi, trời tự tại nhẫn nhục, các bậc minh trí mẫu đều không bằng hạnh từ. Không hại pháp thù thắng, chánh kiến thiện tối thượng, tâm tịch tịnh an lạc, xa lìa các hiểm nạn. Vì thế nên hiểu rõ, tâm luôn sinh từ bi, dùng thế giới nhẫn từ, thành tựu trí vô cấu. Phẩm 22 Bố Thí. Nhờ tịnh thí có được 12 thứ công đức được sinh cõi trời người, giàu có không ai bằng. Người nào làm ngược lại, bị tội cũng như thế, ngu si không thích thí, sâu đọa vào chúng ác. Bị vợ con quyến thuộc, sinh keo kiệt tham ái, tạo nhân khổ nghèo thiếu, luôn mong muốn không được. Ai rộng làm bố thí, thoát khỏi dây tham ái, bị gãy cờ ngã mạng, phá diệt mọi si ám. Thí là thầy dẫn đường, dắt đến nơi thù thắng, sống trong cõi trời người sẽ được giàu có nhất. Thí tựa như ao tắm, giới làm sạch cấu nhơ, dùng trí khéo quan sát, vượt qua khỏi ba cõi. Thế giới và trí tuệ, ba thứ như đèn sáng, người nào khéo tu tập, vĩnh viễn lìa ngu si. Ái hận như biển lớn, nghi hoặc tựa sóng to, muốn vượt khỏi hiểm nạn, hãy tu thí giới trí. Chúng sinh nhiều cuồng loạn, theo đó sinh tham đắm, muốn phòng hộ tâm mình, hãy tu thí giới trí. Ba hành nghiệp như thế, ta nói là thuốc hay, khéo trừ bệnh phiền não, làm cho được mát mẻ. Vì tâm tà tư duy, sinh tội lỗi phóng dật, bị giấm nộ si mê, cùng nhau mạch trói buộc. Ba độc này đáng sợ, như lửa đốt thế gian, dùng thế giới đối trị, sẽ đoạn trừ vĩnh viễn. Không tu hành thế giới, chính là kẻ ngu si, người này luôn khổ não, cầu vui không có được. Ở bất cứ chỗ nào, chúng sinh tạo các tội, theo những nguyên nhân ấy, chịu các loại quả báo. Tất cả pháp hữu vi đều có nhân duyên sinh, chưa thấy không nhân ác mà chịu quả khổ đau. Tâm không thích bố thí, mặt luôn hiện sắc giận, đây là nhân nghèo thiếu, vì vậy nên lánh xa. Bố thí bằng tâm hỷ, mở nhớ uế kêu kiết, sau được sinh cõi trời, cùng chư thiên đùa vui. Tâm sang như giặc oán, tổn hại thật đáng chê, làm cho các chúng sinh chịu đói khát ngạ quỷ. Ai thích làm bố thí, sống đâu cũng an lạc, vì vậy những người trí thường khen ngợi bố thí. Thí tựa như ánh sáng, chiếu khắp cả mọi nơi, sinh trong cõi trời người, được cung kính cúng dường. Vì thế chư Phật dạy, hãy tu tập bố thí, sống nơi an ổn nhất, không ai hủy hoại được. Ai thích hành bố thí, hàng phục giặc tham keo, thường dùng trí quan sát, không để chúng phá hoại. Vì như đám ruộng tốt, lại có ba loại giống, tâm huân hạt giống thiện, sẽ được quả lợi lớn, quả lợi ích. Trước thích hành bố thí, sau chuyên giữ giới tịnh, dùng trí đoạn ái cấu, lý này không gì hơn. Thế gian đều do thường, là còn nhiều tội ác, không đoạn trừ tham ái, làm sao sinh nơi lành. Nên phát tâm rộng lớn, thích làm việc bố thí, nếu bỏ không tu tập, sao chịu làm ngạ quỷ.
Vì nương giữa pháp thí là giữ gìn giới tịnh, người này ở đời sau làm chuyển luân thánh dương, do đầy đủ giới cấm, hễ biết thời phi thời, giải thoát tất cả khổ, được gần đạo Bồ Đề. Chư thiên không bố thí, phước đất sẽ tiêu diệt, người trí đã hiểu rõ, hãy thích tu hỷ xả, cho đến trong đời này. Hưởng diệu lạc cõi người, đều do tu bố thí, thường giữ niệm tu tập. Giả sử đọa súc sinh, cũng được hưởng an lạc đều do tu bố thí, đó là lời Phật dạy. Người không thích bố thí, sau đọa làm ngạ quỷ, đó là do keo kiệt, luôn ăn đồ bất tịnh. Ai thích hành bố thí, được quả báo mát mẻ, không tu hành bố thí, bị đối khác thiêu đốt. Trước vì tâm phóng dật, không tu nhân bố thí, cho đến lúc lâm chung, tâm sinh, tự tâm sinh nhiệt não. Bố thí bằng tâm hỷ, được mọi người kính mến, thường được sự tốt lành, cảm quả cũng tương xứng. Người không thích bố thí, tự mình chẳng dám dùng, luôn tham tiếc tiền của, cuối cùng bị người hại. Ai đem tài sản quý, dân sư trưởng cha mẹ, là thuận với hạnh chánh, không tiêu dùng vô ích. Thường thích thí thanh tịnh, làm mắt sáng cho họ, nhờ bố thí như vậy, sau đó được sinh thiên. Chứ thì nếu keo kiệt, không lo bị thoái đọa, ở đời tu nhân thí, cõi trời hưởng quả vui. Chẳng phải không tu nhân, mà vọng cầu quả báo, nếu lìa thí và giới, là không tu thiền định. Kẻ ngu si như thế, tuy sống chẳng khác chết, ai không thích chánh pháp sẽ tổn thất tuệ mạng. Kẻ ngu không huân tu tập, tuy sống chẳng khác chết, người không đèn trí tuệ, tâm sẽ không sáng suốt. Thật giống như bàn sinh, dưới hình thức con người, không thí lại tham nhiều, các căn thường tán loạn, nên biết chẳng phải người, như ngạ quỷ tranh giành, trụ niệm từ quán xét. Tu thế giới thiền định, chính là người tịch tỉnh, chứ thiên đều cung kính, đồ đức người tôn quý, không đức ai cũng khinh, khéo hiểu rõ như vậy, là bậc nhân trung tôn, người tu tập bố thí, được giàu vui sống lâu, ở đời này đời sau, thường thích hành hỷ xả. Chúng sinh theo tự nghiệp, sinh vào trong năm đường, chỉ nhân lành bố thí, xem như cha mẹ mình, hiểu rõ nhân bố thí, được quả báo thù thắng, hãy phụng trì giới tịnh, thoát khỏi khổ ba cõi. Phẩm 23 trì giới. Giới tài sản tối thắng, như mặt trời soi khắp, người nào khi lâm chung chỉ có giới làm bạn, như giới được sinh thiền, hoặc được các thiền định, ở đời này đời sau, sáng suốt chẳng gì bằng. Người thích sinh cõi trời, nhân ích cũng đạt được, vì thế bỏ tội ác, thường giữ gìn giới tịnh, a bảo hộ giới tịnh, tâm thích hành bố thí, sau được sinh cõi trời, hưởng diệu lạc tối thượng. Vợ con già cho báu, biến thuộc cùng bạn bè, người hộ trì giới tịnh, thấy họ đều không vui. Từ giới sinh ái tính, như yêu mến con đỏ, để bỏ sự hủy phạm, thường sinh nơi tốt đẹp. Nhờ tu hành tịnh ấy, đầy đủ thí và giới, trang nghiêm bằng bạch nghiệp, được sinh lên cõi trời. Giới như kho cho máu, làm sao người ấy giàu có, tiếng thơm được sinh thiên, không cầu mà tự đến. Ba thứ thắng báo này, quỷ thú còn cầu được, huống gì người đủ trí, tâm tịnh phụng hành giới. Người đối với giới tịnh, giữ gìn suốt một đời, đã đến chỗ bất diệt, dứt hẳn mọi khổ đau. Luân hồi trong quá khứ, bị ba độc trói buộc, giới như ánh sáng tịnh, phá trừ mọi tối tâm. Giống như giới như ao cõi trời, đủ ngọc báo trang sức, cũng là của bền vững, nước lửa không thể hoại. Như vậy, bậc chánh sĩ không hề phạm giới cấm, thường sinh tâm ái kính, đạt tịch tịnh tối thượng. Tâm quyết định kiên cố, không để giới xuất kém, chỉ công năng của giới, lâm chung luôn giữ gìn, nếu gần người trì giới, như mặt trời sáng soi. Thân cận kẻ phá giới, càng tăng thêm ngu độ, bỏ câu ế bất thiện, không diệt não mong cầu. Người giữ giới như vậy, được chư Phật ngợi khen, giữ gìn đủ phước tuệ, trước giữa sau đều thiện. Giới, phá giới là kẻ ngu, chẳng khác loài bàn sinh. Người nào giữ giới tịnh, được mặc áo giới luật, a hủy phạm giới cấm, chẳng khác kẻ lõa hình. Nhờ giữ giới sinh thiên, chư thiên tranh kính tụng, kính phụng, ở trong vườn thượng uyển, cùng nhau để vui đùa. Đầy đủ mọi phước nghiệp, vẫn tu giữ phạm hạnh, người này sinh lên trời, chắc chắn không nghi ngờ. Nhờ giữ gìn giới tịnh, tham nhiều điều thiện lợi, tâm không sinh điểm đắm, năm thứ dục hơn hết. Ở đời này đời sau, giới là người bạn tốt, trong con đường hiểm ác là chỗ để dựa nương. Trước đói khát kinh sợ, người cứu hộ bậc nhất, hãy khéo léo quan sát bỏ giới đi vào đâu, ta dùng dao kiếm bén.
để chặt đứt đầu mình, cho sinh tâm hủy phạm công năng của giới tịnh. Công đức của giữ giới, nhân quả đều thanh tịnh, đạt vui thế xuất thế, được chư Phật ngợi khen. Người nào không giữ giới, trước sau giữa không thiện, mất lợi ích rộng lớn và tịch tịnh tối thượng. Giữ giới thiện bậc nhất, bố thí không sánh bằng, tiền của có hạn lượng, công năng giới không cùng. Nhờ trang nghiêm giới đức, mọi người đều kính yêu, phải biết các đức Phật, nhờ giới thành quả thánh. Giữ giới được mát mẻ, trừ nhiệt não thân tâm, vì vậy luôn phụng hành, thường được sinh lên trời. Giới là thềm lên trời, cũng là biển an lạc. Người nào bỏ giới tịnh, sau chỉ lo hối hận. Giới như nước trong mắt, sâu rộng luôn tràn đầy, để người giữ giới tịnh, rửa thân tâm như ế, hưởng diệu lạc cõi trời và trang sức thù thắng, đều nhờ công năng giới nhân lành mà đạt được. Ai ăn trụ giới tịnh, các pháp thiện đều nương, niệm niệm luôn tăng trưởng, không lo sợ đồ ác. Ai chuyên tu phạm hạnh, dùng giới trang nghiêm thân, người ấy trong hiện tại được cung kính cúng dường. Do giữ vận giới cấm, luôn xa pháp bất thiện, ở bất cứ nơi nào được an ổn diệu lạc. Người giữ gìn mọi giới có công đức sai biệt, thường sẽ nơi thù thắng, tự tại theo ý mình. Ba thứ thế giới trí, do tâm từ phát sinh, luôn nghĩ nhớ chúng sinh, được gần gũi phụng sự, giống như châu ngọc quý, người lành luôn quý trọng, để hẳn mọi lỗi lầm, được sinh lên cõi trời. Đầy đủ trí thanh tịnh như lọc quặng lấy vàng, thường thích giữ giới tịnh, được sinh lên cõi trời, làm cho các hữu tình mọi nơi đều an lành, không làm những tội ác, được sinh lên cõi trời. Người nào giữ gìn giới, dùng trí khéo chọn lọc suốt cả ngày lẫn đêm, siêng năng không thoái chuyển, giống như con ngựa hay, người lành sẽ được cõi với suy nghĩ chân thật, không tham quả báo vui, dù lạc ở cõi trời cùng chư thiên đùa vui, đều nhờ giữ giới tịnh nên được sinh ở đó. Trang sức bằng áo trời, dòng hoa quý cõi trời cùng chư thiên đùa vui, đều nhờ nhân lành được. Có ao hoa sen đẹp, thoảng gió hương thơm mát, cùng chư thiên đùa vui, đều nhờ nhân lành được. Các cung điện trên trời trang nghiêm bằng Phật báu, cùng chư thiên đùa vui, đều do giữ giới tịnh. Vườn rừng đẹp cõi trời, muôn hoa đều nở rộ, chơi đùa trên núi báu, đều do giữ giới tịnh. Nhờ đầy đủ giới tịnh, xin cởi tam thập tam, như người vào nhà mình không có những lo sợ. Người nào giữ giới tịnh được thọ mạng tối thượng, phá giới khi lâm chung chịu vô lượng cực khổ, biết công đức giữ giới phải luôn luôn yêu thích. Người khéo giữ gìn giới không sinh tâm hủy phạm, nhờ giữ gìn giới tịnh khéo tu hành nhẫn nhục, vì nhân duyên tịch tịnh mọi người đều thích nhìn. Ai nương dựa giới tịnh như đi trên thuyền bè, chờ cả mình và người vượt qua biển ba cõi. Nhờ nước giới trong mát rửa sạch cả tâm trí, hoa vàng diêm phù đà chư thiên đem dâng cúng. Người tâm ấy tịch tịnh, trang nghiêm bằng giới tịnh, tự tại sống cõi trời, hưởng diệu lạc vô tận. Nhờ tu nhiều thắng hạnh, hưởng diệu lạc tối thượng, dạo chơi ở cõi trời, đều nhờ giữ giới tịnh. Nếu ai giữ giới tịnh, như bước lên bậc cấp, trí lực thường giúp nhau, được sinh hoa thù thắng. Người nào tâm thuần tịnh, giữ giới không thiếu kém, nhờ pháp giới thanh tịnh, thường sống nơi an ổn. Người khéo giữ giới tịnh, luôn quan sát tư duy, sẽ lìa lỗi nhỏ nhiệm, đạt đến nơi tịch diệt. Giới dẫn đến an vui, bỏ sau mọi tội cấu, vì vậy thường giữ giới, trừ tất cả lo sợ. Nhờ giữ gìn giới tịnh, lâm chung không kinh hãi, ở trong ba đường ác, giới là người cứu giúp. Người nào không giữ giới, như màn đêm che mắt, giới cấm không thanh tịnh, thường sinh nơi hạ liền. Cầu khóa là cõi người, chỉ có giới là gốc. Giới cấm không thanh tịnh, thường sinh nơi hạ liệt. Cầu khoái lạc trời người, chỉ có giới là gốc. Giới cấm không thanh tịnh, sau sẽ phải hối hận. Người ngu si không giới, không được sinh cõi trời. Vì vậy người đủ trí, luôn phụng trì giới tịnh. Năm diệu lạc cõi trời, là niềm vui tối thượng. Nhờ giữ giới thanh tịnh nên được nhiều quả tốt. Ánh sáng giới còn hơn, còn ánh sáng núi tu di. Ở trong 16 phần, cũng không bằng được một ánh sáng giới luôn chiếu hơn vàng rồng ngọc báu, đều nhờ nghiệp thiện mình sinh cõi trời đau lợi. Giữa giới có ba phẩm là thượng và trung và hạ.
đều như nhân đã tạo mà chịu quả như vậy. Nhờ giữ gìn giới tịnh nên không sinh phóng dật, an trụ trong chánh pháp, luôn được nhận an vui. Giới thường sạch như vậy, thường phát ánh sáng sạch, trăm ngàn ánh mặt trời cũng không thể sánh kịp. Người giữ giới bậc thượng được bảy thứ công đức, thọ hưởng tùy ý mình là lời thiền thầy dạy. Do nương tựa giới tịnh chánh kiến luôn hiện tiền, từ khỏi người sinh thiên, việc ấy chẳng phải khó. Giới là sự xúc chạm, trong mắt không rời thân, kẻ ngu không gần gũi, luôn chịu nhẫn nhiệt não. Người nào tâm thanh tịnh, khéo giữ gìn cấm giới, đủ bảy thứ tài sản chắc chắn không ai hoại. Người nào tâm thanh tịnh tu tập các phạm hạnh, như chim có hai cánh, bay trên không chẳng rớt. Nhờ giữ gìn giới tịnh nên được quả thanh tịnh, tuổi tháng trong thù tháng, không gì có thể hơn. Tâm ai khéo tu tập, đương tựa báo thế giới, hoặc cõi trời, cõi người, luôn sống nơi thù thắng. Thân không giữ giới tịnh, tâm không thích chánh pháp, trong ngoài không gì che, làm sao khỏi cõi ác. Ai thích pháp tịch tỉnh, được mọi người cung kính, trong ngoài đều bền vững, thật chẳng khác kim cương. Hướng chiến đàn trầm thủy, hơn cả hoa chiên bạc, trời người đều tôn trọng, nhưng chẳng bằng hương giới. Người nào tu thế giới, chỉ thích sinh lên trời, đây là nhân nhơ cấu, như thức ăn lẫn độc. Vì vậy đối với giới, giữ gìn cầu giải thoát, xa lánh người phá giới, như dao gậy chất độc. Người khéo giữ gìn giới, qua lại trong trời người, không giới mọi người chê, tìm vui cũng chẳng được. Hiểu rõ công đức này, chuyên tâm không hề bỏ, người cứu độ hồ tối thượng, không gì bằng giới tịnh. Phẩm 24 nhẫn nhục, khéo an trụ nhẫn nhục là trang nghiêm tối thượng, đây là tài sản quý bất thế gian không bằng. Người nào tu hành nhẫn được người đời cung kính, vì vậy luôn nhất tâm bình bỉ mà tu tập. Người nào tu hành nhẫn là tội lỗi lìa tội lỗi sân hận, trong đời này đời sau người tốt thường khen ngợi. Tài sản nhẫn và giới cùng tài sản thắng tuệ, các công đức như thế sẽ việc cả thế gian. Bởi vậy người đủ trí thích hành hạnh nhẫn nhục, luôn đối với chúng sinh không sinh tâm ghét bỏ. Nhẫn như liều thuốc hay chữa trị độc sân hận, nhờ sức nhẫn nhục ấy nên giận dữ không sinh. Kẻ ngu không trí sáng, như người mù chẳng thấy, dùng đèn sáng nhẫn nhục đưa người lên chánh đạo. Vì không của chánh pháp xoay vần trong đám đường, người tu hành nhẫn nhục ta nói là giàu có. Giận dữ tội đất sâu như đồng hoang hiểm ác, người nào đủ hành nhẫn khéo vượt qua nàng ấy. Ai không tu hành nhẫn quên mức đạo chân chánh, muốn lìa khổ cõi ác không nhẫn làm sao khỏi. Người nào hành nhẫn nhục ngày đêm được an ổn, dứt hết mọi sầu lo, đời sau thân xinh đẹp. Nhẫn là kho công đức, người tốt luôn giữ gìn, khéo điều phục tâm ý không bị phiền não hại. Nhẫn là thềm trên trời, thoát lo sợ luân hồi. Người nào khéo tu tập ra khỏi khổ địa ngục, nhẫn là nước công đức luôn thanh tịnh tràn đầy, trừ khác cho ngạ quỷ, rửa tội nhớ bàn sinh. Ai chuyên tu hạnh nhẫn được an ổn vui tươi, bình đẳng nhìn chúng sinh như mẹ hiền trong đời. Phẩm 25 tinh tấn, nhờ nuôi lớn chánh pháp trong mọi lúc mọi nơi và tinh tấn dũng mãnh và cầu quả báo tốt. Ai không hành chánh pháp theo thời gian không gian, vì không có tinh tấn sinh nhiều sự biến nhát. Người trí rất dũng mãnh, thích chánh pháp giải thoát, sống sinh về cõi trời như tinh bắn chẳng khác. Nhờ sức tinh tấn ấy, khéo làm được mọi việc, tất cả mọi việc làm đều sẽ được thành tựu. Chánh pháp suốt thế gian và nghĩa lợi thế gian đều là nhờ tinh tấn, và tinh tấn chẳng có. Người nào không tinh tấn là bỏ các pháp lành, bị người đời khinh chê. Như bóng thỏ trăng mờ, xa lìa tám thánh đạo, tình trí không tăng trưởng, chỉ có sức tinh tấn đạt đến nơi an ổn. Người nào đủ tinh tấn như vua đủ quyền lực, là hán không tinh tấn không thể thành bồ đề. Hiểu rõ công đức này, các căn không tán loạn, phát khởi tâm tinh tấn là tối thắng bậc nhất. Đạt trí tịnh hiện tiền, luôn sống trong chánh niệm, xa lìa già và chết, đạt được quả chân thường. Phẩm 26 thiền định, người nào tu thiền định nhờ trí không đắm vướng, hãy luôn luôn nhất tâm sống ăn vui thanh tịnh, khéo trụ tâm một cảnh không lỗi lầm sai trái,
thoát khỏi mọi lo sợ, đây là niềm an lạc. Ai trụ tâm một cảnh sẽ lìa những nghi ngờ, trong sạch như vàng ròng, đây là niềm an lạc. Tâm người nào tịch tỉnh, các căn không tán loạn, nhất định đạt bồ đề, đây là niềm an lạc. Do trụ tâm một cảnh, thoát tu tập các định, người này luôn đạt được diệu lạc tam ma địa. Thích ở nơi vắng lặng, luôn tu định thù thắng, hiểu rõ diệu lạc ấy, ra khỏi thế gian này. Tâm thanh tịnh như thế, luôn an trụ một cảnh, thoát khỏi lưới tội lỗi, đạt tịch tịnh tối thượng. Nếu chuyên tâm một cảnh, chấp phục hết năm căn, dùng đế trí trừ diệt, sơ thiêu đốt lửa ái. Luôn an trụ hiện tiền, diệu lạc rất thanh tịnh, nhờ thoát khỏi tham ái, thọ hưởng không cùng tận, tâm suy nghĩ tà vậy, tan đi khắp mọi nơi, người khéo trụ trong định, luôn thân ưng một cảnh, thiền định tối thượng này sẽ đến thành niết bàn, phá trừ các ma oán, vì vậy nên tu tập. Khéo giữ vững thiền định, điều phục ý ngựa phi, đi hẳn những ưu lo, nên an trụ tối thượng. Người thiền xảo thiền định, lìa tham mà biết đủ, được thắng báo, được quả báo thù thắng, không thể nói hết được. Giỏi tu tập như thế, trụ tâm vào một cảnh, vượt khỏi dòng sinh tử, đạt đến nơi bất diệt. Phẩm 27 tháng tuệ. Nhờ sức tuệ dẫn đầu, thích cần cầu chánh pháp, luôn tương ưng với định, như mẹ yêu con mình. Cha mẹ ở thế gian không thể đi theo mãi, chúng sinh trong năm đường, trí tuệ luôn cứu độ. Núi trí tuệ thật cao, nước giới luôn trong sạch, theo đòi hết tất cả tội lỗi ở ba cõi. Ai hiểu biết chân thật, cảnh sở duyên của mắt, dùng trí làm chỗ dựa, vượt khỏi biển ba cõi. Xuyên tu thí giới định, lấy trí tuệ làm đầu, nhờ trí thích giữ giới sẽ thoát khỏi được. Cảnh chúng quán của mắt nhờ tuệ nên lìa nhiễm, vì vậy Như Lai dạy khéo tu tám tánh đạo. Nên đầu tiên mở bày về khổ tập bốn đế, nhờ lực tuệ tăng thượng phá ngu si chấp thừa. Trí tuệ như gươm bén, chặt dây leo tham ái, cắt dây trói sinh lão và những thứ tội lỗi. Trí cam lồ tối thắng là pháp tài xuất thế, thiền tri thức tối thượng là kho báu quý nhất. Tu trí giới thành thục, lìa tham ái nghi hoặc, luôn nương nơi tịch tỉnh chỉ bày đạo chân thật. Trí tuệ như kim cương có sức bén lại bền, phá trừ các phiền não, đi xe bậc đại trí.